của ông Ngô Tấn Kiệt đó, thì cái chuyện của ông làm thì mình không biết sao, nhưng mà những người mà tự xưng đó là nó không được chánh đáng. Và hai, có nhiều người nói là điển xuống này kia đó, là cái điều nó cũng không phải có. Bởi vì nói về cái điển đó thì thở xưa đó có mẫu chuyện mà bên thầy mà chuyển điển lành đó, lúc mà bên này mà ông Nguyễn Bình để dẫn mấy ông kia để mà thi với thầy, lúc đó thầy mới chuyển điển vô cái ông kia để mà nói chuyện, thì tất nhiên về chuyện đó chỉ có thầy chuyển mà thôi. Và hai nữa đó, thêm mẫu chuyện mà nhiều người tự xưng là tôi nằm chim bao hay này nọ đó, là nói rằng tôi thấy cái là Phật, hay là tôi thấy đi địa ngục, hay là tôi thấy những chuyện là điềm lành gì đó, rồi tôi thấy đủ thứ. Nhưng mà thật sự đó là mấy cái điều đó là họ tự xưng mà thôi. Cái những đứa bé mà nó biết tu hiền niệm Phật đó ha, là vô lượng kiếp nó đã có tu, cho nên nó mới thuộc được kinh Phật. Bây giờ quý vị kêu mấy đứa bé mà bên mà của chùa Bồng Lai, Thác Bồng Lai đó, kêu mấy đứa bé đó mà thi hài thì thi được, mà kêu nó thuộc những kinh kệ như bé Tường Lam cũng chưa chắc là được. Vậy thì tôi nghĩ rằng đứa bé Tường Lam này là cũng đã có tiền kiếp là gieo nhân duyên tu hành, cho nên kiếp này đứa bé nhớ lại tiền kiếp của mình, cho nên thuộc những cái câu kinh như thế. Vậy thì hôm nay chúng ta tín đồ Phật giáo hảo thì chúng ta cũng phải nên ủng hộ những người tu, bởi vì cái người tu á, là họ rất là quý báu, đâu phải ai muốn tu được đâu, phải không? Có người á, muốn ta đọc nguyên một bài kinh chừng 4 hàng hay 5 hàng thôi, cho tiền chưa chắc ta đọc được. Vậy mà đứa bé này đọc được. Vậy thì tôi nghĩ rằng đứa bé này nó đã có tiền kiếp tu hành. Cho nên anh em đồng đạo trên cộng đồng mạng thấy đứa bé đó thì chúng ta nên noi gương theo để làm hiền lành như bé. Để làm gì? Làm sau này chúng ta có chết qua đời đó, chúng ta cũng được hưởng phước về cõi tiên. Vâng, lời đầu tiên Tiến Dũng và anh Bùi Văn Dưỡng và anh A và kênh YouTube Bùi Văn Vàng. Hôm nay bốn anh em đang hội ngộ trên vùng Thất Sơn Bãi Núi để đi cùng với đoàn để đi du sơn. Trong quá trình nghỉ giải lao buổi trưa thì hôm nay gặp lại anh A với anh Dưỡng. Và anh Dưỡng hôm nay có đôi lời gì để mà hỏi anh A để cho anh A chia sẻ, bởi vì anh A cũng thông hiểu về giảng thầy và có một cái giác dọc đọc những cái câu chuyện của thầy á, bà con người ta rất là thích. Anh Dưỡng có thể hỏi thăm anh này ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa ở đây là có huynh Tấn Dũng và đệ A, đệ Hà Văn Vàng, kênh Hà YouTube kinh của Bùi Văn Dưỡng. Thì hôm nay cũng nhân duyên anh em đi núi cấm trung đoàn thì ở đây có gặp đệ A. Đệ A cũng thường chia sẻ trên YouTube rất là nhiều vấn đề sự hiểu biết về Phật pháp của mình. Thì hôm nay cũng gặp đệ A để hỏi thứ nhất là về ba vấn đề dư luận đang xôn xao mấy ngày nay, có nghĩa là cũng rất là cái khoảng nửa tháng trở lại đây. Dư luận thứ nhất là có nghĩa là về em bé Tường Lam, nghĩa là em bé 5 tuổi mà biết đọc kinh, tự ăn chay, rồi thuộc kinh Lào, rồi thuộc thứ nhất là những kinh về chú Đại Bi. Hai nữa đó, và cái câu chuyện thứ hai nữa là về một cô gái mà có nghĩa là nói mình được về xác của Đức Phật Thầy, nghĩa là do đức xác Đức Phật Thầy chuyển xác gì đó. Và cái câu chuyện thứ ba là có nghĩa là ông Ngô Tấn Kiệt, có nghĩa là ổng tự xưng là nói là được Đức Thầy điểm quá cho ổng là sau này sẽ làm vua Kiệt sau này. Nó chứng minh câu là chớ nóng nảy sân si hư diệt, phải đợi thời vua Kiệt hồi quy. Thì lấy cái câu dạng có sấm dạng của Đức Thầy để ổng chứng nó là ổng chứng ấn là Đức Thầy sẽ chứng ổng cho đời sau này trở thành là vua Kiệt. Tại vì hiện tại là ổng là tên Ngô Tấn Kiệt. Thì mong đệ A chia sẻ sự hiểu biết của mình qua ba vấn đề này như thế nào. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể vị, được biết hôm nay cũng là một cái ngày nhân duyên mà đoàn chúng tôi đi núi, đó là gặp được là huynh Dũng và huynh Dưỡng, đó là đệ là Hài Văn Vàng, cũng quay lên YouTube để chia sẻ trên cộng đồng mạng để mà chúng ta hiểu được giáo lý của Đức Thầy để đồng tiến đồng tu.
Kính thưa toàn thể quý vị, Đức Thầy có dạy là cá không ăn muối cá ương, chẳng nghe lời dạy lâm đường trong gai, hay là giảng kinh đọc tụng chiều mai, làm theo lời chỉ ngày rày rập ta. Vậy thì chúng ta muốn tu theo Thầy thì phải làm sao? Phải gán nghe lời Thầy dạy thì đến ngày Long Hoa Đại Hội chúng ta sẽ gặp được Thầy. Vậy thì lời nói đầu tiên kính chúc cho toàn thể đồng đạo và tất cả cộng đồng trên mạng để hiểu được giáo lý của Thầy, chúng ta đồng tiến đồng tu. Kính thưa toàn thể quý vị, theo mà câu chuyện vừa kể trên đó, mà của ông Ngô Tấn Kiệt đó, thì cái chuyện của ông làm thì mình không biết sao, nhưng mà những người mà tự xưng đó là nó không được chánh đáng. Và hai, có nhiều người nói là điển xuống này kia đó, là cái điều nó cũng không phải có. Bởi vì nói về cái điển đó, thì thở xưa đó có mẫu chuyện mà bên thầy mà chuyển điển lành đó, lúc mà bên này mà ông Nguyễn Bình để dẫn mấy ông kia để mà thi với thầy, lúc đó thầy mới chuyển điển vô cái ông kia để mà nói chuyện, thì tất nhiên về chuyện đó chỉ có thầy chuyển mà thôi. Và hai nữa đó, thêm mẫu chuyện mà nhiều người tự xưng là tôi nằm chim bao hay này nọ đó, là nói rằng tôi thấy cái là Phật, hay là tôi thấy đi địa ngục, hay là tôi thấy những chuyện là điềm lành gì đó, rồi tôi thấy đủ thứ. Nhưng mà thật sự đó là mấy cái điều đó là họ tự xưng mà thôi. Chứ thật ra nói về mà điềm báo mộng đó là thở xưa đó, chỉ có mẫu chuyện là ông Tư Đà tiên sinh thôi, mà hôm nay Đức Thầy chúng ta đã nhắc đó. Thì thở xưa khi mà Thái Tử Sư Ta ra đời đó, lúc đó đó thì có chư thần báo mộng nói rằng này ông A Tư Đà tiên sinh, bây giờ ở thành Ca Tỳ Lá Vệ có một vị Thái Tử ra đời, chỉ có ông xem được gương tướng Thái Tử mà thôi, chứ ngoài ra không có ai được. Thì lúc đó là ổng vừa giật tỉnh giấc nằm chim bao, thì sáng lại là vua Tịnh Phạn là cho hai quân lính đến để mà phi ngựa đến núi Hy Mã Lạc Sơn để mà chở ông Tư Đà về để xem gương tướng Thái Tử. Đó là thứ hai. Còn vào thời kỳ này, người nào mà tự xưng mà tự nói cho mình là thần thánh hay này nọ, đó là điều tà hết. Mà Đức Thầy viết là vào thời kỳ này đó tà đạo rất là nhiều. Nếu chúng ta tu mà không nắm vững giáo lý của Đức Thầy, chúng ta sẽ sai đường lạc lối. Mà Đức Thầy viết là các đạo tà mưu khéo âm thầm văn rắn tránh kẻo lâm mà khổ. Chúng nó xuống khuyên răng nhiều chỗ dùng phép màu lè mắt chúng sanh. Ai ham linh theo nó tập tành, xa cạm bẫy khó mong sống sót. Hay là nhớ thở trước Thích Ca Phật Tổ ngồi tham thiền bị nó ghẹo hoài, mà cũng không rúng động đặng ngài, nên cố quán phá đời mãi mãi. Vậy thì đó là tôi vừa trình bày qua cái sự mà của ông Ngô Tấn Kiệt mà thôi. Còn quý vị nào muốn chạy theo hay là không chạy thì tùy. Đây là bổn phận tôi phải nói. Rồi kế tiếp tôi nói một có chuyện nghĩa gì? Là cái chuyện thứ hai đó là có nghĩa là cô một cô gái, có nghĩa là cổ tự xưng là có nghĩa là cổ là được Đức Phật thầy Tây An chuyển, có nghĩa là mượn xác của cổ đó để mà nói về vấn đề cái thiên cơ và cái cơ cục hôm nay, thì theo đệ nghĩ như thế nào về vấn đề này? Kính thưa toàn thể quý vị, theo cơ cục đó là Đức Thầy nói là thiên cơ được lệnh nên ta nói. Mà Đức Thầy xuống vào thời kỳ này đó, Đức Thầy thọ năm sắc lệnh lắm. Đức Phật A Di Đà, Đức Thích Ca Từ Phụ và Đức Vua Minh Vương, Đức Ngọc Đế và Quan Thế Âm Bồ Tát. Vậy thì Đức Thầy muốn xuống đây mở đạo đó, Đức Thầy phải có là năm sắc lệnh Đức Thầy mới đạo được. Nhưng mà Đức Thầy đấy là ra đời xưng hiệu khùng điên, nào ai có rõ thần tiên là gì. Vậy thì Đức Thầy chúng ta được năm sắc lệnh, mà Đức Thầy xuống đây mở đạo mà Đức Thầy còn phải là xưng khùng điên. Chứ nếu xưng ông Phật ai đâu mà tin mà tu, phải không? Thì huống chi những cái người phàm bây giờ họ xưng. Đó là nhiều khi mình nghĩ là cái thờ của Ma Dương nó phá, nó sẽ đột nhập vào người đó để nó phá, nó tự xưng đệ tử hoặc giả số 1 hay số 2 trở về để tiếp thầy, hoặc giả là tự xưng là con của mẫu mẹ ở trên đi xuống, hay là con của Đức Ngọc Hoàng xuống để mà lo cho chúng sanh để mở mối đạo khác. Thì tất nhiên những người đó xưng là hoàn toàn không chánh đáng. Nam Mô A Di Đà Phật. Vấn đề của Tường Lam như vậy, thì vấn đề Tường Lam như mình nói em bé 5 tuổi đó, thì theo đệ thì đệ nghĩ như thế nào về vấn đề này? Trong mấy ngày hôm nay về dư luận cũng rất là xôn xao về em bé như vậy, rồi cũng được các sư đồ có nghĩa là hướng dẫn, thì theo cái sự suy nghĩ của đệ, như ý kiến của đệ như thế nào để có thể trình bày cho ở nơi đây cộng đồng mạng và tất cả mọi người nghe chung? Dạ kính thưa toàn thể quý vị, theo những cái đứa bé mà đời đó ha, có thể nó thuộc nhiều bản nhạc, và có thể nó lên nó thi hài để nó lấy cái đồng tiền đó để mà nó sinh sống, hoặc giả nó được đọt giải gì đó. Mà huống chi những cái đứa bé đó là nó về đời thôi.
Còn cái những đứa bé mà nó biết tu hiền niệm Phật đó ha, là vô lượng kiếp nó đã có tu, cho nên nó mới thuộc được kinh Phật. Bây giờ quý vị kêu mấy đứa bé mà bên mà của chùa Bồng Lai, tháp Bồng Lai đó, kêu mấy đứa bé đó mà thi hài thì thi được, mà kêu nó thuộc những kinh kệ như bé Tường Lam cũng chưa chắc là được. Vậy thì tôi nghĩ rằng đứa bé Tường Lam này là cũng đã có tiền kiếp là gieo nhân duyên tu hành, cho nên kiếp này đứa bé nhớ lại tiền kiếp của mình, cho nên thuộc những cái câu kinh như thế. Vậy thì hôm nay chúng ta tín đồ Phật giáo hảo thì chúng ta cũng phải nên ủng hộ những người tu. Bởi vì cái người tu á, là họ rất là quý báu, đâu phải ai muốn tu được đâu, phải không? Có người á, muốn ta đọc nguyên một bài kinh chừng 4 hàng hay 5 hàng thôi, cho tiền chưa chắc ta đọc được. Vậy mà đứa bé này đọc được. Vậy thì tôi nghĩ rằng đứa bé này nó đã có tiền kiếp tu hành. Cho nên anh em đồng đạo trên cộng đồng mạng thấy đứa bé đó thì chúng ta nên noi gương theo để làm hiền lành như bé. Để làm gì? Đằng sau này chúng ta có chết qua đời đó, chúng ta cũng được hưởng phước về cõi tiên. Còn nếu chúng ta mà phỉ báng hay là chúng ta nói này nọ những đứa bé đó là chúng ta không tốt, thì chúng ta sẽ mang cái nghiệp, khẩu nghiệp rất là nặng. Là chúng ta sau này chết đó, có thể chúng ta sẽ đọa vào cái sự địa ngục là không bao giờ giải thoát. Vậy thì cái lời nói của tôi biết rằng là chắc chắn là cái đứa bé này là nó đã có tu hiền, nó mấy thuộc kinh kệ vậy. Vậy thì đến đây hết. Thì cũng như nói theo sự tu học của mỗi người đó, thì ai cũng tu theo đạo Phật thì cũng tính vào nhân quả quý vị. Thì có nghĩa là mình tu ở nơi đây, có nghĩa là mình có thể biết được trong hiện tại, quá khứ và vị lai. Thì có nghĩa là kiếp này mình trồng, có nghĩa là đức, như Đức Thầy dạy đó, có nghĩa là trồng bông kiện giống chi hưởng nấy. Còn kinh Phật dạy thì trưởng qua quần đắc qua mà trưởng đậu quần đắc đậu. Có nghĩa là mình trồng cái gì thì mình sẽ hưởng cái nấy. Thì biết rằng có nghĩa là ví dụ như bây giờ, hiện bây giờ á, nghĩa là trong thời buổi hiện đại tiến hóa đó, thì rất là nhiều em bé nó có sự thông minh, nó vượt bậc theo thời gian như hiện tại. Nhưng mà mình nghĩ là em bé nó cũng có nhân duyên, thành ra kiếp trước nó cũng có tu, thành ra kiếp này khi mà nó gặp được kinh pháp hay là được ông bà cha mẹ gì đó đọc rồi, nó có cái sự gì, có cái nhân duyên, nó mới cảm nhận và nó học thuộc rất là mau như vậy nhờ cái trí thông minh. Nhưng mà ở nơi đây có nghĩa là em bé, có nghĩa là thứ nhất là có tiên tri những cái sự mà thứ nhất là tiên tri về gì, có nghĩa là tiên tri là mình là hiểu biết là nó là mình là trong tiền kiếp là một vị ni cô tái sanh trở lại. Và hai, có nghĩa là nếu mà cái chuyện ni cô này nếu tu hoàn thành viên mãn gì, có thể biết kiếp của cô như vậy đó, thì cô có thể hé lộ thêm có những cái những xung quanh đó, hoặc là một vị trụ trì đó, hoặc là cái ngôi chùa đó mà ngày xưa là một vị sư ni cô đã Như Lam, Tường Lam đã tu ở nơi đó, thì cô phải cho biết thêm. Còn nay là chỉ nói là một vị ni cô mà tái sanh trở lại thôi. Thứ hai, nhờ nhân duyên đó mà cô mới thuộc kinh. Và hai, không có dẫn chứng là hồi đó tu ở chùa nào và pháp danh gì. Và thứ hai nữa, câu chuyện thứ hai nữa là có nghĩa là cho thứ nhất là biết được quá khứ vị lai, thì cổ cũng mới có nghĩa là Tường Lam mới thể tiên đoán được là cái vận mạng của người đó là bao nhiêu tuổi mất và bao nhiêu tuổi còn, và phải làm bố thí nè, như bố thí gạo để mới tăng trưởng thêm cái phước đức. Thì theo như đệ vậy đó, thì cái trường hợp như vậy thì mình là một cái người tu học hoặc là một cái tôn giáo nào đó, thì đối với trẻ như vậy thì theo cái hiểu biết của đệ đó, đệ nghĩ là mình có nên theo nhà tu là có được phép hay không? Kính thưa toàn thể quý vị, vậy thì cái tôn giáo nào cũng là cái tôn giáo. Đúng rồi. Nhưng mà Đức Thầy ra đời, Đức Thầy dạy lần này không phải là dạy riêng đất nước Việt Nam không. Đúng. Mà Đức Thầy nói là ước mơ thế giới lăng hòa hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười. Vậy thì cái đứa bé đó nó tự nói như vậy đó, một là có thể là nó nhớ tiền kiếp của nó. Và cái thứ hai, nếu mà nó có nói như vậy đó, là biết đâu cái người ở bên trong của nó đó, cái đắng vô hình mình đâu biết được, kề cặn bên đó là Úc, là cũng như là lúc ẩn lúc hiện, rồi có thể nói những cái câu như thế. Chứ khi mà buông ra đó, những đứa bé đó chưa chắc nói những được cái câu gì. Vậy thì tôi nghĩ rằng thì chắc trong cái củ quyền thất tổ, hoặc giả là trong cái gia đình của đứa bé đó có những cái vị đắng thiêng liêng đó, và kề cặn bên đó để mà nói những câu thế, để cho những người chưa biết tu để có thể nghe những đứa bé nói những câu điều lành như thế để mà thức tỉnh tu hành. Cái điều đó rất là đáng quý. Dạ. Yeah. Rất là theo ý kiến của đệ ha. Dạ. Yeah. Thì bây giờ mình nói trở về lại tôn giáo, thì thôi cho tôi xin hỏi thêm hai câu của Đức Thầy. Đức Thầy nói là nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành.
Thì dựa trên cái phần nhân tự mà Đức Thầy đã nói như vậy thì theo đệ ai nghĩ như thế nào về hai cái câu dạy thấm giảng này? Mong đệ ai cũng chia sẻ cho mọi người cùng nghe và cộng đồng mạng cùng nghe chung. Kính thưa toàn thể quý vị, Đức Thầy viết cái câu là Thiền Lâm Phật Thích Thở Xưa Kia, non tiết rèn ra bát chánh kìa, khổ quá dân lành trong khắp chúng, hoàn cầu sách sử được trên bia. Ý có nghĩa là muốn nhìn Đức Phật Thích Ca xuất gia như thế nào, chúng ta phải coi theo cái tôn chỉ của Ngài, chúng ta mới có thể hiểu được Đức Thầy Lâm Phàm Bảo Đạo như thế nào. Mà Đức Thầy có câu đó là nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Hay là đạo du di của Phật ăn cần, nói theo chí Thích Ca ngày trước, ta thừa dưng sắc lệnh Thế Tôn khắp hạ giới truyền khai đạo pháp. Vậy thì Đức Thầy xuống đây mở đạo mượn năm sắc lệnh, nhưng mà trong khi đó có cái sắc lệnh là ăn nặng nhất là Đức Phật Thích Ca. Bởi vì Ngài có viết câu là ta không quên rằng ta là đệ tử trung thành của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vậy thì cái tôn giáo đạo Phật và Hòa Hảo đây là cũng trùng là một. Nhưng mà Đức Thầy xuống đây để chỉnh đốn là có nghĩa dịch ra những cái hán tự, những chân lý của Đức Phật để lại. Mà Đức Thầy viết là lờ Phật thuyết ta xin nhắc lại, khổ ta bà nhiếp lại tám phần. Có nghĩa là quý vị biết không? Trong cái văn tự nguyên sấm giảng giáo lý của thầy mình đó ha, là văn tự của Đức Phật Thích Ca không đó. Vậy thì hôm nay chúng ta biết tu rồi thì chúng ta phải nhìn theo cái lịch trình của Đức Phật Ngài xuất gia như thế nào. Vậy thì hôm nay chúng ta mới hiểu được giáo lý của Đức Thầy giới thiệu. Nam Mô A Di Đà Phật. Anh Dũng có hỏi gì thì... Đây là xuyên suốt cũng hơn năm mấy nay gặp lại anh ấy. Anh đi theo hành hương, đi theo đoàn để mà các chú mình nói đạo. Từ trước giờ là Tiến Dũng chỉ biết anh là kể chuyện bên thầy thôi. Nhưng mà nghe hôm nay anh giải về những cái lời dạy ngọc của thầy, rồi giải về những cái ý của đạo pháp, mình nghe thấy có tiến bộ nhiều và thấy chí lý. Theo giờ em cũng hỏi anh thêm hai câu nữa ha. Bây giờ thầy nói hiện bây giờ là mắt nhìn ngoại quốc thảm thê, rồi nam ban cảnh khổ cũng kề bên tai, như vậy thì theo anh nó có hợp với cái thời thế bây giờ hay là thầy nói là lúc trước? Kính thưa toàn thể quý vị, những cái câu giảng của thầy viết trước hay là viết sau thì không có biết được. Nhưng mà nhiều khi thầy viết những đoạn văn đó trước, nhưng mà nó kéo dài bây giờ thì cũng có. Mà Đức Thầy nói là cảnh thảm khổ chiều mai sẽ đến, sao dân còn chiếu mến trần mê, mắt nhìn ngoại quốc thảm thê, nam ban cảnh khổ cũng kề bên tai. Hay là đây sắp đến làm than khắp chốn, việc tu hành đâu tốn chuyện chi, này này lời lẽ ráng ghi, sau đây sẽ thấy ly kỳ năm non. Vậy thì quý vị biết rằng trong sấm giảng giáo lý của Đức Thầy, khi Thầy mở đạo đó năm 1939 thì Đức Thầy đã viết là cái quyển nhất là khuyên người đời tu niệm. Mà Đức Thầy viết câu là hạ ngôn này đã hết đời phong ba biến chuyển đổi giờ gia can, năm mèo kỷ mão rõ ràng khắp trong trần hạ nhộn nhàng xiết chi, ngồi buồn điên tỏ một khi, bá gia khổ não vậy thì từ đây, cơ chờ thế cuộc đổi say, ráng lo tu niệm đặng thầy cứu cho. Vậy thì Đức Thầy tiên tri chúng ta sau này, cái cảnh đời này sẽ khổ, đời hạ ngôn này không còn, mà Đức Thầy xuống đây mở đạo là lần chót. Mà trong cái quyển nhất quý vị biết không, chỗ nào thầy cũng giả đuôi, giả cùi, giả gái, rồi giả là người ăn xin. Nhưng mà đến chỗ nào thầy cũng ghé. Đặc điểm là ngay chỗ cái già, ngay chỗ là cái Bà Rịa đó. Quý vị thường thường biết đó ha, những cái người hồi xưa đó, ở trong miền quê mình có mấy người mà bán thuốc mãi vỏ Sơn Đông đó. Họ đến hết chợ này chợ nọ, họ giả ra cái đầu họ đóng, họ dùng cái sự phép thuật của mình, giống như cái sự mà ảo thuật đó, bắt đầu là họ ảo thuật ra con này con nọ, gắn hay là gít gùi gì đó, bắt đầu chút xíu bà con ở ngoài họ vỗ tay, bắt đầu lát là họ bán thuốc. Đặc điểm là thuốc nhất hay là thuốc bao tử gì đó thì cô bác ta mua. Nhưng mà họ hát đó bán thuốc thôi, nhưng mà còn đối với thầy chúng ta giả ra là bán thuốc để mà thức tỉnh người đời. Mà có đoạn văn thầy viết đó là khỏi đây Bà Rịa tách giờ, đến đó vị thờ chờ mới sáng ra. Chợ này đông đúc người ta, nhiều đuông trà là lại với nhau tươi. Đến đây thầy tới quá mười, nói cười cười bán thuốc Sơn Đông. Ai ai đều cũng ngóng trông, coi lũ khách này hát thuật làm sao. Hát mà trong bụng sáo xào, nói cảnh bên Tàu máu đổ tuôn rơi. Cả kêu dân chúng hỡi ôi, sao không thức tỉnh diệt đời gần bên.
Khổ đà đi đến như tên, gắn lo tu niệm tìm nền vinh hoa. Vinh này của Đức Phật Bà, của ông Phật Tổ ban mà cho dân. Tu cho nhàn tội tấm thân, đừng làm tàn ác xa lằn tiên bang. Há kêu bớ kẻ giàu sang, gắn lo làm phước làm gian mới là. Đến lâm cảnh khổ có ta, giới lệnh Phật Bà cứu giới giùm cho. Vậy thì đoạn văn Đức Thầy đi dạo Lục Châu là Đức Thầy đã ghé Bà Rịa, Đức Thầy đã giả ra là mãi võ Sơn Đông để cho thức tỉnh người đời biết rằng là cảnh đời sẽ khổ, nước ngoài xong thì sẽ tới mình cũng kề bên. Vậy thì hôm nay chúng ta hiểu được giáo lý của Thầy thì chúng ta ráng tu hành quý vị, chớ để trời sấm nổ dân thinh, e bá tánh ăn năn đã muộn. Vậy thì bây giờ quý vị mà không tu đó ha, tới chừng có việc rồi kêu Thầy cứu, Thầy không cứu mình đâu. Vậy thì hôm nay quý vị hiểu được, ráng tu hành. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, coi như là anh cũng có một cái lời khuyên với bà con mình, đó là thời kỳ này mình cũng phải ráng tu hành gấp rút để cho nó kịp ha. Thì có nghĩa là nếu mà nói khuyên bà con tu hành thì thôi tôi cũng xin hỏi thêm hai câu nữa. Có nghĩa là Đức Thầy có nói là Thầy là tớ không ai chỉ bảo, như dịch con dìu dắt chờ gà. Thì hôm nay có nghĩa là đệ ai có thể chia sẻ ý kiến của hai câu giảng này. Thầy là tớ không ai chỉ bảo, như dịch con dìu dắt chờ gà. Hai câu giảng ý nghĩa như thế nào, mong đệ ai chia sẻ giờ. Nam Mô. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể vị, trong mẫu chuyện bên Thầy có mẫu chuyện mà theo bầy mới sống đó. Thì lúc mình lên tới cái nước Campuchia đó, đi dọc đường đi, rồi có cái nguyên bầy dịch, mà trong đó có một con đó là nó đi là hơi siêu qua siêu lợ rồi. Thầy biết là con này không sống, cho nên Đức Thầy lỡ cứu, là Đức Thầy lỡ cầm con dịch, Đức Thầy vuốt nhẹ thôi. Thầy mới nói với anh em tín đồ rằng nếu mà con dịch này đó ha, nó đi riêng là nó phải chết, nhưng mà nhờ nương bầy mới sống. Vậy thì hôm nay Đức Thầy chúng ta mở đạo là Đức Thầy nói là Thầy lạc tớ không ai chỉ bảo, như dịch con dìu dắt nhờ gà. Vậy thì Đức Thầy ví ta, ví đồng đạo của chúng ta là như dịch chứ gà đó. Nhưng mà nếu mà Thầy xa rồi đó ha, chúng ta phải có nghĩa đoàn kết để làm gì? Để chúng ta chăn truyền giáo lý của Đức Thầy, để mà ban rải khắp nơi, để cho họ hiểu giáo lý của Thầy để tu. Mà Đức Thầy viết là chớ chia rẽ, phải đồng tâm lực khua vọng vàng, đánh thức bốn phương, chấn hưng Phật giáo học đường, dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên. Hay là khuyên dân đừng chia áo rẽ bâu, phải hợp tác với chồng giống quý. Vậy thì hôm nay đồng đạo chúng ta nghe lời Thầy dạy, chúng ta phải hợp tác với nhau để truyền bá giáo lý của Thầy, và không chia rẽ là chẳng khác nào là dịch dịch con dìu dắt như gà. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, thì trong cái câu giảng này nói về Campuchia thì cũng đạo dược cũng xin thêm hỏi thêm bốn câu nữa. Nghe Đức Thầy có nói lên một đoạn sấm thi đó là lao sao bể bắc non tầng, quân phiên tham báo xa gần cũng qua, tranh phân cho rõ tài ba, cùng nhau giành giật mới là thay phơi. Mà ở nơi đây họ giành giật cái gì mà sao các nơi phải trở về đây mà giành giật? Rồi tới để đến cảnh phải máu đổ tuôn rơi như vậy thì mong để ai cũng chia sẻ giùm Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, trong cái bài sứ mạng mà Đức Thầy viết, cái bài Hố Hậu Khang đó, trong sách giảng giáo lý Thầy viết bài Hố Hậu Khang đó. Quỳnh Long nói vậy hả? Thất sơn tiếng nổ quy cổ diệt kim, cũ cũ y nhiên tình riêng tham báo, đổ máu tu rơ khùng mớ nói chơi chư ban hàng phục. Ý có nghĩa là Đức Thầy nói sau này đó, cũ cũ là 18 nước vô tranh giành châu báu, mà Đức Thầy nói là lao sao bởi bắc non tầng, quân phiên tham báo sẽ gần cũng qua, tranh phân cho rõ tài ba, cùng nhau giành giật mới là thay phơ. Hay là sấm giang thì lộ bản vàng, chư nhu thế giới khách tràn đến thi, chữ thi gần chữ sào bi, bị ham của báo ly kỳ máu rơ. Vậy thì Đức Thầy nói sau này đó có một cuộc đó là cái đền vàng châu báu để mà các nước vô xâm chiếm, mà Đức Thầy nói là phong trần dài dạng gió sương, chư ban ham báo hùng cường đua tranh, còn một cuộc chiếu manh giành xé khắp hoàn cầu, ó ré một nơi dòm xem châu ngọc chiều mơ, sao đời không sớm tách rời cõi mê, để đến việc thảm thê thê thảm, mắt phàm trần tường lãm bi ai, cũng đồng cốt nhục hoài thai, nên ta ráng sức miệt mài dạy khuyên, thơ với phú thần tiên dán bút, bở cơ trời đà thúc bên lưng, không tu chừng khổ cũng ưng, tu hành gặp cảnh vui mừng tội thai. Vậy thì Đức Thầy nói còn một cuốc là sau này đó
là chỉ có là 18 nước vô tranh giành châu báu đền vàng của chúng ta. Đó, mà Đức Thầy nói là sau này đó là họ vô xâm chiếm cũng không có được gì đâu. Việt Nam bất chiến tự nhiên thành. Vậy thì đoạn văn tôi vừa đọc vừa qua là Đức Thầy nói là sau này quân phiên vô tranh giành châu báu mà thôi, chứ ngoài ra không còn chiến tranh nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ đây ai có thể kể thêm một vài mẫu chuyện về vấn đề liên quan về đến Phật giáo Hòa Hảo cho ở nơi đây mọi người cùng nghe và cộng đồng bạn nghe chung để ai đây cái chuyện rất là đại chuyện bên thầy á. Kính thưa toàn thể quý vị, theo mà kể chuyện bên thầy đó thì thường thường sống ở đời đó, thời xưa mà Đức Thầy chưa mở đạo đó, con người chúng ta đó là đến cái ngày quẩy đơm á, có cái vụ cúng mặn lắm. Nhưng mà khi thầy ra đời rồi đó, mở đạo thì con người hiểu được một phần nào để mà họ bớt cúng mặn, họ cúng chay. Vậy thì lời nói đầu tiên là tôi sẽ gieo nhân duyên quý vị. Tiếp theo là đó là một mẫu chuyện bên thầy, tựa đề là chết ăn không được. Vào khoảng tháng 4 năm Canh Thìn 1940, một buổi chiều nọ, ông Lê Khắc Huynh đi xuống tổ đình để nghe Đức Thầy thuyết pháp. Sau khi giải bài tường tận cho đồ chúng nghe về giáo lý nhà Phật, khi bàn đến việc quải đơm cúng tế, Đức Huynh giáo chủ hướng mắt về phía ông Khinh, ngài bảo: "Này ông hương trưởng, lúc mạnh ông ăn cơm được mấy chén?" Ông Khinh vội vàng đáp: "Bạch thầy, khi mạnh giỏi tôi ăn được 5-7 chén." Đức Thầy lại hỏi: "Còn lúc đau ông ăn được mấy chén?" "Bạch thầy, lúc đau tôi ăn chừng 1-2 chén là quá rồi." Đức Thầy hỏi dồn: "Lúc chết ông ăn được mấy chén?" Với câu hỏi đột ngột, ông Khinh lặng thinh không đáp, vì chẳng biết Đức Thầy muốn dạy gì. "Tôi hỏi thật đó." Và ngài lặp lại một lần nữa. Ông Khinh có vẻ lúng túng, gượng trả lời: "Bạch thầy, lúc chết ăn sao được mà ăn?" Đức Thầy liền nhỏ nhẹ: "Đúng thế ông à, khi chết con người không bao giờ ăn được. Sở dĩ con cháu cúng dỗ là để tưởng nhớ đến công ơn bậc sanh thành dưỡng dục, và để nhớ ngài chia cách đời đời, tưởng câu sự vong như sự tồn vậy thôi. Nhưng nếu sát sanh gà dịch nhiều thì linh hồn của người chết khó được siêu thoát." Ngài giảng luận một hồi lâu rồi vào trong. Lát sau ngài đi ra. Ngay lúc đó anh em đồng đạo đang bàn bạc nhưng chưa ngã ngủ được vấn đề, thấy Đức Thầy ra, một đồng đạo đứng lên bạch: "Thưa thầy, như vậy chúng con đến ngày quải đơm muốn cúng phải làm sao, mong nhờ thầy chỉ dạy." Đức Thầy đáp: "Cúng ít tội ít, cúng nhiều tội nhiều." Có vị đồng đạo lẹ miệng: "Không cúng được không thầy? Không cúng xa địa ngục." Lời ngài như có vẻ quả quyết. Sau đó ngài xuống đọc bài thi báo hiếu đạo nhà cho tất cả mọi người cùng nghe và khuyên nên cúng chay. "Quẩy đơm cúng tế lệ xưa nay, sát giặc trâu heo đứa mị bài, kẻ mắt cho ăn suy khó hiểu, người còn bạc đãi lạ lùng thay. Cháu con báo hiếu theo nhà Phật, cha mẹ qua đời thủ lễ chay, trong sạch nghĩa nhân vậy mở đáng, hồn linh siêu thoát nhẹ cao bay." Thuật theo lời ông Nguyễn Văn Thượng. Sau đây là lời phụ bình: "Cây có cội, nước có nguồn, đã là con người thì ai lại chẳng có cha mẹ, tổ tiên, và biết ăn sâu nghĩa nặng, muốn đáp ơn nghĩa sâu rộng đó, họ cũng không làm gì hơn, là chỉ kẻ trọng ơn còn sống thì nuôi dưỡng báo đền, lúc chết thì lo quải đơm cúng tế, đó là cộng lệ xưa nay. Nhưng phần đông người ta quan niệm sự cúng kiến là để cho ông bà ăn như khi còn sống, chớ không ngờ ai cũng là thân tứ đại, khi chết phải trả về cho tứ đại thì làm sao mà ăn cho được. Còn hình thức không có hình tướng thì đâu ăn uống như người sống được. Thế mà người ta lại cứ lo sát sanh hại vật cúng kiến, làm cho vong nhân phải chịu lấy quả báo khổ đau mà không sao nói được. Thế nên ngài bảo cúng ít tội ít,
Tội ít là vì sát sanh ít, cúng nhiều tội nhiều. Tội nhiều là vì sát sanh nhiều, còn không cúng thì có người không nhớ nguồn cội, nên tội lại nặng hơn. Để phá tan sự ngộ nhận của người đời, Ngài mới đưa ra 8 câu thi, hầu vạch rõ lối đi cho mọi người được thính tận, cho mọi người được thức tỉnh mà làm tròn chữ hiếu. Nghĩa là muốn báo hiếu cho cha mẹ ông bà thì nên cúng chay, vừa tránh đi sát nghiệp, vừa hiếu đạo vẹn toàn. Xưa có ông trưởng giả, ông này bình sanh thường làm việc thiện, rất tinh lực nhân quả. Khi lâm trọng bệnh, ông gọi các con lại dặn: khi cha chết, các con nhớ cúng chay từ má đám tuần, từ quải đơm, nhất định không được cúng mặn cho cha. Khi ông từ trần, con cháu ấy lờ cúng chay đến thất thứ bảy, chúng mới bàn tán: cha mình khi sống không ăn chay trường, nay chết mình cứ cúng chay hoài, làm sao cho ăn ngon miệng. Hơn nữa, mình mờ bạn bè đến mà cúng chay hoài, người ta nói mình hà tiện, cúng cha mà không dám làm dịch gà heo. Thôi, còn một tuần để mình làm heo cúng cha, trước cúng sao mờ bà con đến để đãi đằng. Thế là họ làm heo gà vịt cúng từng trung thất cho ông rất linh đình. Còn đang ăn uống, bỗng có đứa bé độ 10 tuổi dẫn con trâu đến ngay trước cửa. Tự nhiên con trâu ấy ngã ra chết tốt. Đứa bé liền lấy nắm cỏ đút vô miệng bảo: ăn đi trâu, ăn đi trâu. Thấy hành động kỳ lạ, những người trong nhà liền nói: thằng nhỏ này bộ điên rồi sao chứ, con trâu đã chết rồi cứ đút cỏ, kêu ăn hoài làm sao ăn được. Đứa nhỏ nói: trâu tôi mới chết còn nóng hổi, tôi cho nó ăn cỏ các người nói tôi điên. Còn cha các người đã chết 49 ngày rồi mà các người còn đòi cúng cho ông trưởng giả ăn, như vậy các người mới là điên hơn tôi chứ. Con ông trưởng giả hỏi: ê, mày ở đâu, con của ai mà dám nói tụi tao điên vậy? Đứa nhỏ đáp: ta chính là trưởng giả, cha của các ngươi đây. Bởi các ngươi không nghe lời dạy của ta mà sát sanh cúng kiến, khiến ta phải chịu tội khổ, nên ta hiện đến để cho các ngươi biết các ngươi là con bất hiếu, chứ không phải là báo hiếu ta đâu. Nói xong, con trâu và đứa bé đều biến mất. Lúc bấy giờ các con ông trưởng giả đều sám hối và phát tâm tu hành. Mọi chuyện đến đây hết. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, phải nói là một cái giọng cái chuyện quá tuyệt vời ha. Dạ, đúng rồi. Cái giọng này mà nếu mà luyện thêm nhiều cái mẫu chuyện bên này nữa thì đọc nghe cũng rất là ok ha. Dạ thì thôi để anh có thể kể thêm một hai mẫu chuyện cho mọi người. Dạ, anh Nghiền ơi. Dạ, kể chuyện rất là hay quý vị, rất là truyền cảm. Dạ, kính thưa quý vị. Dạ. Theo mà chuyện đó thì tôi đâu phải ai ra văn đệ nhất đâu. Nếu kể chuyện thì hẹn quý vị có dịp nào đi. Tôi sẽ gán tu đúng giáo lý thầy, và tôi gán học giáo lý thầy, và gán học nhiều mẫu chuyện để mà chia sẻ trên cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước, hiểu giáo lý của thầy để chúng ta đồng tu và chúng ta giải thoát. Không, còn kể nữa. Dạ, vậy thì khi mà gần kết thúc video đó thì tôi cũng xin kính chúc cho toàn thể quý vị trong nước và ngoài nước và trên cộng đồng mạng ráng tu hành. Nam mô A Di Đà Phật. Yeah.